Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Và hôm nay mình làm cái video này là để muốn chia sẻ với tất cả các bạn cái nội dung đó là nói về cái năm âm lịch và dương lịch. Như các bạn cũng đã biết, hiện nay thì trên thế giới có rất nhiều cái nước và vùng lãnh thổ khác nhau đã sử dụng nhiều loại lịch khác nhau, như là âm lịch, dương lịch hay là âm dương lịch. Và ở Việt Nam chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng sử dụng âm lịch và đồng thời là cũng có dương lịch kèm theo. Như vậy thế nào là âm lịch và thế nào là dương lịch, mời mọi người cùng tìm hiểu nhé. Trước tiên thì chúng ta tìm hiểu về năm dương lịch. Thì năm dương lịch được tính bằng đơn vị thời gian trái đất quay một vòng quanh mặt trời. Trái đất quay một vòng quanh mặt trời hết 365,2422 ngày, tức là 365 ngày, 5 giờ, 48 phút và 46 giây. Để tiện tính toán, người ta tính chẳng là 365 ngày là một năm dương lịch. Do trong 365 ngày có 12 lần mặt trăng tròn khuyết, nên người ta chia 365 thành 12 tháng. Vì 365 không chia hết cho 12, nên đành phải chia thành tháng đủ 31 ngày và thiếu là 30 ngày. Tháng 2 cũng là tháng thiếu, nhưng chỉ có 28 ngày. Như vậy, cộng 12 tháng là vừa đủ 365 ngày. Đó là năm bình thường. Nhưng còn dư 5 giờ 48 phút và 46 giây thì tính vào đâu? Trong 4 năm liền, số dư đó cộng lại thì xích sót là 1 ngày. Và 1 ngày đó được cộng vào tháng 2 của năm thứ 4. Năm đó gọi là năm nhuận. Tháng 2 của năm nhuận có 29 ngày. Và ngày thứ 29 của tháng 2 gọi là ngày nhuận. Năm đó có 366 ngày. Thì đó chính là các cái vấn đề nói về năm dương lịch. Tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái năm âm lịch hay còn gọi là nông lịch. Năm âm lịch được tính bằng chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng. Mặt trăng còn được gọi là sao Thái Âm. Người xưa phát hiện ra mặt trăng tròn khuyết rất có quy luật. Bình quân mỗi lần trăng tròn khuyết là 29,53 ngày. Người xưa đã lấy khoảng thời gian đó làm đơn vị đo thời gian và gọi là tháng. Tháng đủ là 30 ngày, còn tháng thiếu là 29 ngày. Trong chu kỳ từ ngày lạnh đến ngày nóng và từ ngày nóng chuyển sang ngày lạnh, mặt trăng thay đổi tròn khuyết hơn 12 lần. Nên người xưa lấy 12 tháng, tháng âm lịch thành một năm, và đó chính là năm âm lịch. Một năm đó có 354 hoặc 355 ngày. Đó là năm âm lịch thực sự. Thời cổ đại thì Trung Quốc và Ai Cập là hai nước sử dụng âm lịch sớm nhất trên thế giới. Thế nhưng một chu kỳ thời tiết thay đổi nóng lạnh là 365 ngày. Trong khi đó, một năm âm lịch chỉ có 354 hoặc là 355 ngày thôi. Mỗi năm còn dư 10 tới 11 ngày. 3 năm liền thì dư 1 tháng. Và để phù hợp với chu kỳ thay đổi thời tiết nóng lạnh, người xưa đã cộng thêm 1 tháng vào năm thứ 3. Năm đó sẽ có 13 tháng. Tháng được thêm vào gọi là tháng nhuận. Năm đó sẽ là 384 hoặc là 385 ngày. Thời tiết thay đổi nóng lạnh là do trái đất chuyển động quanh mặt trời với một trục nghiêng không đổi phương so với mặt phẳng quỹ đạo. Trái đất quay quanh mặt trời một vòng, thời tiết thay đổi nóng lạnh một lần. Trái đất quay một vòng quanh mặt trời, đó là cơ sở hình thành dương lịch. Bởi vậy, dùng cách chia tháng nhuận để tính lịch phù hợp với chu kỳ thay đổi thời tiết, tức là kết hợp giữa âm lịch và dương lịch. Cách tính lịch như vậy không còn là âm lịch thuần tí nữa, mà đã có sự kết hợp giữa lịch âm
và lịch dương. Do sắp xếp khéo nên thời tiết của từng tháng hàng năm về cơ bản không khác nhau đáng kể. Tuy vậy, ngày giao thời giữa hai mùa không cố định như dương lịch mà phải tính toán khá phức tạp. Ngoài ra, do năm thường và năm nhuận nông lịch chênh lệch nhau khá nhiều. Bởi vậy, ngày nay sử dụng lịch quốc tế thông dụng hơn và thuận tiện hơn âm lịch, hay còn gọi là nông lịch. Vấn đề mình chia sẻ hôm nay nói về dương lịch và âm lịch đến đây là hết. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.